Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ của huấn luyện viên Trương Quang Vũ mỗi ngày một tiêu đề. Ngày hôm qua tôi đã cùng chia sẻ với tất cả các bạn về khả năng phòng thủ, sử dụng những quả bóng lốp, lốp tấn công, lốp phòng thủ, và một quả lốp phòng thủ rất là quan trọng, đó là quả lốp giọt nước. Có nhiều bạn hỏi tôi là khi chúng ta sử dụng quả lốp bóng giọt nước, bóng rơi thẳng như thế thì đa phần tất cả các bạn đều để bóng xuống và đập xi mát cho nó chắc. Cái đó cũng là một phương án có thể sử dụng được các bạn. Và đôi khi chúng ta sử dụng những cái lối đánh mà chúng ta chờ sau khi lốp đối phương như thế và lôi đối phương lui về sau để đập xi mát phong, tức là đập bóng nhồi một nảy, thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nha các bạn. Thứ nhất là khi các bạn lốp lên như thế thì cái khả năng, cái độ sâu của các bạn lốp thẳng đứng và bóng rơi xuống là 3/4 sân hay là bóng rơi xuống cuối sân. Nếu bóng rơi xuống cuối sân thì các bạn không ngại ngần gì mà có thể bước lên để chuẩn bị bắt những cái quả volley khi người ta đập xi mát đờ phong. Tại vì khi xi mát đờ phong thì nó sẽ rất là chậm, hoặc là những quả chém, cho nên các bạn cứ thoải mái ôm lên những quả bóng đó. Nhưng nếu như các bạn lốp những quả bóng đó nó rơi vào ở trong cái vị trí là bóng ở nửa sân, thì các bạn ở dưới tiếp tục phòng thủ cho quả thứ hai, đến khi nào các bạn có khả năng cái bóng nó lốp hơi sâu xuống tí xíu nữa thì các bạn lên. Và các bạn cũng nên lưu ý được rằng là khi mà chúng ta sử dụng những cái quả volley bắt ngắn và xỉa ra hai góc đối với người đánh ở trên lưới đó, thì chúng ta, đây là khả năng đối kháng và bộ môn quần vợt là một sự đấu trí, thì cũng hai người áp dụng một chiến thuật lên lưới và hai người sẽ sử dụng áp dụng một cái chiến thuật phòng thủ, thì ai là người có khả năng ứng dụng tốt hơn và điều chỉnh cái bóng tốt hơn thì sẽ là người có nhiều cơ hội. Cho nên là các bạn đứng ở trên lưới, các bạn cũng có cái điều thuận tiện và có những cái chiến thuật có thể sử dụng, và các bạn đứng ở cuối sân cũng có khả năng và có những cái chiến thuật để các bạn áp dụng. Nhưng vấn đề quan trọng là các bạn sử dụng như thế nào và khả năng phát huy hiệu quả tối đa của cái chiến thuật đó, thì người nào sử dụng được tốt hơn thì người đó sẽ chiến thắng trong cái game đó. Tất cả những cái chiến thuật nó cũng được bày ra rất là rõ ràng. Cho nên là để mà các bạn đặt một cái ý kiến phản biện là nếu mà anh đánh như này thì tôi đánh như thế, trên lý thuyết là như thế, nhưng trên thực tế ai là người sử dụng và áp dụng hiệu quả hơn thì người đó sẽ làm tốt hơn. Ví dụ như các bạn đứng ở trên lưới, các bạn gặp đối phương phòng thủ, các bạn phải lôi đối phương ra khỏi vị trí an toàn, tức là vị trí là phải cho họ chạy để họ lốp bóng, hoặc phải chạy để họ đánh, thì các bạn dời đối phương ra, các bắt ngắn, bắt dài, bắt qua trái, qua phải, dồn ở giữa chẳng hạn như thế. Thì ngược lại đối phương cũng sẽ như thế, họ cũng sẽ tìm mọi cách để lôi các bạn, những người đứng ở vị trí lưới, sẽ ra khỏi vị trí an toàn bằng những quả lốp này, quả giật ngắn nè, quả giật vào giữa nè, để các bạn ra khỏi cái vùng an toàn của các bạn. Thì cả hai bên đều sẽ sử dụng những đấu pháp và đấu trí với nhau, bên nào ứng dụng tốt hơn thì bên đó sẽ là chiến thắng. Cho nên những cái chiến thuật của tôi nêu ra ở đây á, là để cho các bạn có một khái niệm, một cái phương án, một cái cách xử lý tình huống bóng. Và còn khả năng xử lý tình huống bóng đó như thế nào thì phụ thuộc vào khả năng của tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ một cái điều nữa, đó chính là đầu tiên là về việc lốp. Lốp thì các bạn lốp ở đâu? Các bạn đã lốp giọt nước, các bạn lốp tấn công, thì đa phần á, khi mà tôi lốp á, tôi sẽ lốp không lốp vào giữa sân và tôi sẽ lốp theo cái hướng bóng. Hướng bóng như thế nào? Tức là nếu như tôi có hai người đối phương đối diện tôi sẽ lốp vào cái vị trí, vào cái góc bên trái. Khi anh ta muốn đập xi mát thì anh ta phải xoay người qua, tại vì bóng nó sẽ rơi vào vị trí ở bên phía trái của anh ta. Ví dụ như họ có một phong một lưới, một người đứng trên, một người đứng dưới. Đây là người sẽ đứng bên trái, 30-40. Tôi là người đứng vị trí bên này, tôi sẽ lốp. Thì tôi sẽ lốp sau bên này để cho anh này ở vị trí xi mát phải lách người qua để đập cái xi mát bên trái. Chứ tôi không lốp thẳng vào ở bên phải để cho anh đập xi mát. Tức là các bạn, khi các bạn lốp thì các bạn phải nhớ các bạn đặt làm sao cho đối phương phải di chuyển qua bên trái một tí xíu.
các bạn đừng lốp thẳng vào. Ví dụ như họ đang một người đứng giao bóng đi, một người đứng ở trên lưới ở cái ô 40 đều, nó sẽ là vị trí như thế này ha các bạn ha, vị trí như thế này. Đó là ở bên tôi, bên này giao bóng, ở bên này giao bóng. Thì khi tôi lốp thì tôi sẽ lốp dọc dây chữ Y, tôi ở bên kia tôi sẽ lốp dọc dây chữ Y đằng sau này, để họ phải xoay người qua như thế này và họ đập xi măng, vì bóng lốp nó sẽ rơi vào vị trí tay trái. Tôi sẽ không lốp thẳng vào giữa sân hoặc là đường chéo phải, vì họ bước lên họ vẫn có khả năng đập xi măng tay phải. Ngược lại ở bên cái phần sân mà advantage, tức là lợi giao lợi đều ấy, thì tôi sẽ ngược lại, tôi sẽ lốp vào khoảng giữa sân để cho người đứng lưới, nếu mà họ có quay, họ có lui ra để họ đập xi măng thì họ cũng phải lui vào ở trong phía giữa sân và bên trái, vì lúc đó bóng nó nằm ở bên trái. Tôi sẽ không lốp dọc dây nữa, khi ở vị trí là lợi giao lợi ngoài tôi đỡ giao bóng. À, các bạn nhớ dùm cái điều đó, chúng ta khi chúng ta lốp bóng thì chúng ta phải luôn luôn đưa vào cái vị trí bắt đối phương phải di chuyển qua cái hướng bên trái một tí xíu để họ không được thoải mái đứng đó đập. Điểm thứ hai là tôi muốn cùng chia sẻ với tất cả các bạn, đó là khi chúng ta là người giao bóng, chúng ta giao bóng và chúng ta phải cướp lưới, lên lưới. Nhưng trong trường hợp có rất nhiều bạn kêu phong trào, thậm chí kể cả tôi, khi tôi giao bóng gặp những người trả giao bóng quá hay, khi tôi bước lên thì họ đánh bóng, gài bóng vào được cái góc ngay chữ A mà tôi nói với tất cả bạn, tôi luôn luôn phải đưa bóng lên, hoặc là những quả bóng rất khó bắt, những quả demi volley, half volley, hoặc là những quả bóng bắt phải chúi nhủi thì bóng nó lại bay lên thì vướng ngay cái người đứng volley chung với người trả giao bóng, họ sẽ chụp cái quả bóng đó. Thì trong trường hợp đó thì tôi sẽ xử trí như thế nào? Nếu tôi tiếp tục lao lên như thế thì tôi sẽ luôn luôn bị cái bắt cái bóng ở phía dưới đưa lên, và người ở trên sẽ chủ động trong cái việc đó và họ sẽ kết thúc vào người partner của tôi hoặc là ngay cả tôi. Thì cái khi mà đối kháng với những người có những cú trả giao bóng tốt như vậy mà chúng ta phải giao bóng và lên lưới, thì chúng ta gặp những trường hợp như thế chúng ta chậm lại một nhịp. Chúng ta không giao bóng, chúng ta lên lưới ngay, mà chúng ta dừng lại, chúng ta chờ đối phương trả lại. Tại vì những người đó trả giao bóng đó, họ có một cái khả năng khiếu rất là hay, họ sẽ tì được vào cái bóng của bạn và họ chỉ cần đẩy nhẹ là bóng nó rơi vào cái vị trí giữa sân và các bạn phải đỡ quả bóng lên. Nếu các bạn đứng ở dưới sân một phát thì họ sẽ bị chậm nhịp, lúc đó họ phải tự tạo lực họ đánh và cái bóng của họ nó nằm ở khoảng 3/4 sân hoặc là giữa sân, thì lúc đó các bạn thực hiện một quả đánh ground stroke bình thường và các bạn bước lên trở lại, thì các bạn sẽ chủ động lại trong quả bóng, tức là các bạn sẽ chậm lại một nhịp để lên lưới. Các bạn không giao bóng và bước lên lưới ngay lập tức mà các bạn sẽ chờ một nhịp, bên đó trả bóng qua vào giữa sân hoặc 3/4 và các bạn thực hiện một cú trả, sau đó các bạn sẽ bước lên và các bạn tiếp tục áp lưới. Các bạn nhớ dùm tôi, đó là một trong những phương án mà chúng ta có thể sử dụng để mà đối kháng với cái việc mà những người trả giao bóng rất là hay và chúng ta nắm giao bóng, chúng ta luôn luôn bị động trong những cái vấn đề đó. Điểm tiếp theo tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả các bạn là khi chúng ta đánh một phong một lưới, cả hai bên đều một phong một lưới, thì chúng ta thường phải đánh như thế nào? Khi mà các bạn biết rồi, chúng ta rally ở dưới thì chúng ta luôn luôn phải nhắm vào cái góc trả bóng, đánh vào cái góc chữ A để lôi đối phương ra cái đường dọc dây. Thì khi chúng ta đánh một phong một lưới, một phong một lưới thì sẽ có hai cái vấn đề như thế này. Một là khi đối phương họ đánh bóng sâu vào và bên phía của chúng ta, bóng hơi sâu là khả năng người ta sẽ vồ lưới. Cho nên các bạn nên nhớ, khi cái bóng mà đối phương đánh các bạn cuối sân và các bạn hơi bị 3/4 sân hoặc là gần vạch, thì các bạn có khả năng, các bạn nên nhớ là người kia người ta sẽ vồ, tại vì khi đó người ta cảm thấy là bóng đã được ép sâu thì vồ, thì lúc đó đa phần các bạn nên chuẩn bị giùm tôi một quả dọc dây. Các bạn nhớ dùm điều đó, tại vì đó là kinh nghiệm tất cả những người trả giao bóng. Và khi tôi đứng trên lưới, khi tôi thấy người partner của tôi ép được một quả hơi tương đối sâu là tôi có một xu thế là tôi sẽ bước qua và tôi chặn ở giữa sân hoặc là bay qua vồ, tức là faking hoặc là post
tức là làm động tác giả quay qua vồ để có thể quay trở lại, hoặc là bay qua thẳng luôn. Thì các bạn nên nhớ những quả sau là các bạn chuẩn bị dùm cho một quả đường thẳng. Điểm thứ hai, trong trường hợp nếu như các bạn cảm thấy ngột ngạt quá hay khi họ gây một cái áp lực cho các bạn quá ở dưới cuối sân đó như thế, à, các bạn giật ra góc chéo thì cũng hơi khó, tại vì bóng đã sâu rồi mà các bạn đánh đường thẳng thì họ lại đứng đó họ canh, họ có thể faking, tức là họ làm động tác giả họ ôm vào giữa thôi, nhưng mà họ sẽ canh cái bóng đó, thì các bạn lại sử dụng một quả bóng lốp dọc dây. À, tức là các bạn sẽ có 3 đường đánh đối với loại cái người mà đánh đối kháng với tất cả các bạn, là một phong một lưới, và bên này các bạn cũng một phong một lưới. Các bạn nhớ khi các bạn bị đối phương ép thì các bạn chuẩn bị một quả dọc dây và có thể sử dụng một quả lốp dọc dây để có thể điều chỉnh theo và tùy theo cái tình huống mà các bạn xem xét và các bạn xử lý. Thường là một quả lốp dọc dây cũng rất là hiệu quả ở trong những tình huống đó, tại vì đa phần tất cả các bạn khi họ được ép sâu vào là họ sẽ bay qua và họ sẽ thực hiện một cú vồ, thì các bạn giật bóng qua đầu sẽ là một tình huống xử lý bóng rất là hay. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn trong cách đánh đôi của những người chơi phong trào, sẽ rút để thêm được những kinh nghiệm. Hẹn gặp lại trong các bạn trong chương trình ngày mai. Chúng ta sẽ chia sẻ những tiêu đề mới. Đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ huấn luyện viên Trương Quang Vũ.